đâu anh ha. Khỏi đi nữa mình đeo anh bờ không? Không à, quên quên mình thăm lên bờ mà. Hai cả nhà thì mình sẽ mời cả nhà đi. À. Hết hồn. Trời ơi, Nguyên. Hết hồn. Trời ơi, mấy cái đá tưởng đâu mấy ớt luôn chứ. Thì mình sẽ dẫn cả nhà đi hâm cái đú nha cả nhà. Anh 12 đặt hồi sáng, giờ này cũng 4 chiều rồi. Không, chưa tới 4 giờ đâu. Cũng chưa tới 4 giờ đâu. Thì cho là 4 giờ đi thì cả nhà cùng đi hâm với thằng nha. Lúc bữa nay người ta xảy ra cạn nè. Nhìn tới cây nè. Mấy thằng kia cuốn rồi đi, tao mò mò thằng kia cuốn rồi. Kia cuốn ở đây nó đem bờ cho nó gần. Vậy là thằng kia cuốn ở đây ha. Ừ, thằng kia cuốn ở đây lên bờ vậy cho nó gần. Nhẹ cái cho cả nhà coi cái đi. Mình cuốn. Có gì không vậy? Thấy niềm gù nữa. Ở đây đang kia cuốn lại đây cả nhà. Vậy cho cả nhà mới tò mò, cả nhà mới chờ đợi mình. Đi đâu à? Em có đặt đây không biết. Ôi ôi, con sâu kìa cả nhà ơi. Đây, đây là sâu điên điển nha cả nhà đó. Cả nhà thấy ông nhóc luôn, quá chiền luôn. Rồi gì sao nó vô bờ vậy ta? Anh giúp nó vô bờ an toàn đi. Này đang con nữa nè. Nhóc luôn á. Sâu điên điển. Anh cắm, anh có cắm cây không vậy anh? Không ngò, cái ác đi theo. Chàng ơi chàng, chết tiêu. Tới đây, anh 12 giúp xong lên bờ, bờ an toàn. Đây, đây cả nhà ơi. Em vui bà vụ. Ở đây ơi, papa nói là người ta xịt cá cả nhà. Cái tối người ta xịt mình đâu có hay đâu chứ, ở đây cá nhiều lắm luôn á. Hổm mình đặt đó thì dính hai con liên bự rơi luôn. Bữa nay đặt không con. Bữa nay đặt chắc con hấp thu quá, đợt hổm mình đặt qua đêm. Thấy buồn quá. Cái gì ta? Cái bọc, chàng nó tưởng nó con cơm đó chứ. Hầm quá tớ. Gì vậy chàng? Cái gì vậy? Cá! Cá lóc anh ơi! Ủa! Cá nhà ơi! Con cá lóc kìa! Cá lóc ơi! Cá chơi ta! Cá lóc! Cá lóc! Cá lóc! Nè! Cả nhà thấy không cả nhà? Ôi ơi! Mình đụng lại cái nó nhảy lên hết hồ hết trơn á! Nhổ cây luôn á! Anh cục vô cây này đúng không? Ừ! Nhổ cây anh! Ôi! Cái cây này ốc nhiều ghê luôn anh nhé! Thầy mới ơi có tép á nè anh. Nè nè cả nhà thấy cá lóc màu à. Tép luôn kìa kìa kìa. Đóng luôn kìa. Nè từ từ trên tay em dài xuống tép luôn nè. Đó, dài dài xuống thấy không? Ừ, tép này bự không? Tép này bự không nè. Bự con cá bóng á vậy? Cái gì vậy? Cái chê hả? Cái chê, cái chê nhỏ. Cái chê xỉu cái gì? Xỉu. Ê, cái gì ê, đột cái cây này ra rồi cong dây ra luôn anh. Ê, có cá lóc kìa 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 luôn á. Có con mà con nhập quá nên sao ăn cái nè. Mệt, mệt cái nè. Nắng mà mệt đi. Má ơi, bận tới nó. Ủa, gì vậy hai con nữa anh ơi. Ở đây con là chỗ này em tay, tay đây con nữa nè, nè, nè. Nè, thấy nè. Nè, nặng quá. Nè, anh thấy không? Con đem nhà, đem nhà coi. Gì, đem nhà. Đem bên nhà, mình thử vậy. Mệt.
Ủa, tép mày nhóc luôn kìa. Em nói tép gì mà mình đọc bài tép được đó. Nè. Chút ngược ở đây nè, chút ngược. Ngược ra ngoài cái này ha. Ừ, chút ngược ra đó nó mình dễ đó. Tép bự không á? Ừ, tép lắm. Không. Tép này cũng được, cũng gan được. Đủ mình ăn 12 ăn thôi chứ mình thì không đủ rồi đó. 12 ăn ít xíu à. Được khía, chưa tới 100g. Biết được mấy con. Bên kia nó chi, hồi nãy bên kia thấy bên cái chỗ mà có cá thì đung ngược ra. Còn cái nữa mà. Còn là 2 cái hả? Ờ vậy hả? Mình đi thăm thêm 1 cái nữa. Em không biết em tưởng đâu anh đặt có 1 cái nữa chứ. Đây là mấy bạn mang nữa. Mày ngắn. Mò mò thấy có đường nữa đi. Cái này là cá nhỏ, cái này là cá mình mua là đầu tiên nè cả nhà. Nhổ cây bỏ cây ra ngoài đi. Ơi cái này nặng tay quá anh ơi. Bắt không. Cái nhà cái này thấy nặng tay lắm luôn á. Thôi. Con cá sặc con, mấy con cá sặc con luôn. Nè. Nhưng mà nó xỉu rồi. Ờ nó bị con gì trắng luôn nè anh. Cua kẹp với cá gì cắn gì. Nè. Ủa mới đặt hồi sáng mà này bị cua kẹp.
cái này nặng lắm. Cái này nhỏ xíu rồi, cái này vừa thằng làm nè. Cái cán kia thì nó bự lắm. Thằng làm mệt ghê, cái này là vừa tay luôn. Rồi, cái này hấp thu anh ơi. Ơi vô nguyên ổ cá lóc hay sao? Ây da. Ai cái câu này con gì á? Cái tên nè vậy? Nhái hả? À? Nhái xanh. Nhái xanh đó hả? Tôi cũng vô. Cái này cũng còn tư. Tư mới chết mà. Mới xỉu hồi muối. cái đú này nó bự anh ha. Tép nó không có ha. Nó vô gớt hết trơn à. Ừ. Ôi, cá lóc nó xỉu luôn rồi kìa anh. Nè. Qua. Để đầu quên không bền ngất, được xỉu gì. Cho Hằng nghe, bye bye.